Sau khi chúng ta tìm hiểu cái thông tin cũng như là nhu cầu khách hàng, vấn đề của khách hàng rồi, đấy, cái mong muốn khách hàng rồi, thì lúc đấy chúng ta mới trình bày cái giải pháp. À, bên em có sản phẩm này có thể giúp đỡ cho anh chị được. Bên em có giải pháp này có thể giúp đỡ anh chị được. Đấy. Bên em có một cái cơ hội này có thể giúp đỡ anh chị được. Đấy. Bên em có cái thông tin này có thể giúp đỡ anh chị được. Đó. Và chúng ta đừng tập trung nói về tính năng mà tập trung nói về giải pháp, nói về lợi ích. Như vậy là chúng ta sẽ phải có một cái cột, có một cái cột gọi là cột tính năng, thì chúng ta phải tương ứng với cột tính năng này thì cột bên cạnh nó là cột lợi ích. À, ví dụ như này, vừa rồi Huy vừa mới mua một cái ổ cứng. Huy vừa mua cái ổ cứng này, ổ cứng 10 TB nha em ạ. Bởi vì là Huy là người đào tạo rất là nhiều và Huy ghi hình rất là nhiều, cho nên là mình hiện nay mua mấy cái ổ cứng rồi vẫn vẫn thiếu. Mỗi lần mua cái ổ cứng 2T cứ cứ một thời gian nó lại đầy, một thời gian nó lại đầy, thế là mình mua luôn cái ổ cứng 10T này. Thế thì cái ổ cứng 10T này nó có những cái thông số kỹ thuật hay là cái gọi là tính năng nó như sau. Ví dụ ổ cứng này là ổ cứng gọi là Purple hay Western Digital, nhưng mà dạng Purple. Nó có mấy dạng, nó là Green, nó là Red, nó là Black, nó là Purple. Thì nó chia theo phân khúc, nó chia theo màu, thì mỗi một màu thì nó lại đáp ứng các cái nhu cầu khác nhau. Đấy. Rồi nó chia theo dung lượng 10 TB, tức là dung lượng lưu trữ. Nó có loại là gì ạ? Từ 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB. Thì đấy là những cái tính năng, đúng không ạ? Cái tốc độ vòng quay nó là 7.200 vòng trên phút. Đấy. Bộ nhớ đệm là 256 MB. Đấy. Rồi một vài cái thông số nữa. Thế thì nếu như mà chúng ta bán hàng ấy, mà chúng ta chỉ tập trung vào những cái thông số kỹ thuật, tức là về cái tính năng ấy, thì người ta sẽ không quan tâm, mà chúng ta sẽ phải nói về cái lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được. Ví dụ như này, với cái tính năng là 10 TB thì dung lượng này anh chị có thể lưu trữ rất nhiều video, anh chị có thể lưu trữ 1 năm trời video mà anh chị đã từng quay. Đấy. Với cái dung lượng này Huy có thể lưu trữ 1 năm trời các cái video mà Huy quay hàng ngày, bởi vì hàng ngày Huy đào tạo gần như ngày nào cũng có một cái chương trình đào tạo, và ngày nào cũng có cái chương trình để ghi ghi hình, và mỗi một cái file Huy ghi hình như này cộng với cả cái file Huy chỉnh sửa các thứ thì nó loanh quanh, cái file gốc và cái file chỉnh sửa nó loanh quanh, nó rơi vào khoảng độ tầm 6 cho đến 10 GB, 6 đến 10 GB cho mỗi một chương trình đó. Và 10 chương trình là hết 100 GB, 100 chương trình hết 1 TB, 100 cái phần chia sẻ là hết 1 TB, mà ngày nào Huy cũng có ít nhất là một lần chia sẻ, một lần đào tạo như thế này, thì anh chị em tưởng tượng xem là bao nhiêu ngày thì hết ạ, đúng không ạ? 1 năm là mấy trăm đấy. Đấy, còn chưa kể những cái chương trình khác nữa đó. Thế thì khi đó thì chúng ta có một cái dung lượng như vậy là chúng ta sẽ lưu trữ được rất là lâu, đúng không ạ? Rất là nhiều. Đấy. Và khỏi là không phải lo về cái việc mà xóa những cái dữ liệu cũ nữa. Dữ liệu bây giờ là yên tâm, mình không cần phải xóa nữa. Đấy. Những cái tính năng mà lợi ích mà khách hàng nhận được đó là dung lượng lớn, cho nên là không cần phải xóa các cái video cũ, và gì ạ? Tốc độ xử lý, tốc độ vòng quay nhanh. 7.200 là tốc độ vòng quay nhanh, thì mình sẽ truy xuất dữ liệu nhanh hơn và tốc độ làm việc mình sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn, đó kiểu kiểu như vậy, đúng không ạ? Rồi là cái loại mà purple này, cái loại mà màu tím này, cái loại màu tím này thì nó gì ạ? Nó phù hợp với các cái tính, với các cái nhu cầu là lưu trữ dữ liệu lâu dài. Còn một số cái loại khác thì nó lại cần truy xuất dữ liệu liên tục, ví dụ như là ghi xóa liên tục. Ví dụ như là trong các cái ổ cứng của các cái đầu ghi camera ấy, thì nó phải dùng cái loại khác, bởi nó truy xuất dữ liệu liên tục, nó ghi liên tục, nó ghi xong lại đè, ghi xong lại đè lên liên tục, cho nên là gì ạ, là cái loại đấy thì nó phải dùng cái màu khác.
Còn mình thì là chủ yếu là mình lưu trữ dữ liệu thôi, chứ là mình không có ghi liên tục. Mỗi ngày mình làm một lần, mình ghi một lần thôi, chứ không phải là ngày nào mình, không phải là phút nào mình cũng ghi. Tức là cái ổ cứng nó không phải là hoạt động 24 trên 24, mà nó chỉ hoạt động một ngày, nó hoạt động có một hai lần thôi. Đó. Khi nào mà mình ghi hình thì nó mới hoạt động thôi, còn bình thường gần như là nó không hoạt động. Đó. Thì mỗi một cái màu sắc thì nó sẽ phù hợp với cả cái nhu cầu, và mình nói về cái nhu cầu của họ, nói về cái lợi ích mà họ nhận được, chứ không nói về cái gì ạ, không nói về cái thông số kỹ thuật hoặc là tính năng, hoặc là mình sẽ nói về cái thông số kỹ thuật và kèm với cái lợi ích, kèm với cái lợi ích mà họ sẽ nhận được khi mà họ mua cái sản phẩm mà có cái thông số kỹ thuật đó. Họ mua cái sản phẩm mà cái thông số kỹ thuật không giống như vậy thì họ sẽ không có cái lợi ích đấy. Đấy, đúng không ạ? Rồi. Bước số 6. Bước số 6. Sau khi mà chúng ta trình bày về cái lợi ích, cái tính năng và lợi ích xong. Chúng ta trình bày thì trình bày đầu tiên là chúng ta trình bày cái lợi ích trước. Sau khi mà khách hàng quan tâm thì chúng ta trình bày tính năng, hoặc là chúng ta trình bày song song vừa tính năng vừa lợi ích, đúng không ạ? Không bao giờ chỉ trình bày về tính năng, chỉ không bao giờ chỉ nói rằng sản phẩm của em là 10 TB, tốc độ vòng quay là 7.200 vòng trên phút, rồi là bộ nhớ đệm là 256 MB, rồi bla 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 bla. Mình không nói về tính năng không. Được chưa ạ?